Xin chào mừng tất cả các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên em về một lô đèn laser các bác nha. Một cái mã sản phẩm cực kỳ là mới mẻ và sẽ gửi tặng, dành tặng tới tất cả những bác nào mà mình hôm nay may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này. Đây là một cái mẫu đèn mà hôm trước là các bác có mấy bác hỏi em và đặt hàng ấy, thì em đã đặt cái này là em phải đặt hàng ở bên kia là đến mấy tháng nay rồi, hôm nay mới có hàng các bác nhà. Mà các bác nhìn này, nó rất chi là xịn sò con bò luôn. Mà hôm nay thì giá phải nói rằng cực kỳ là rẻ luôn. Đấy, nó có một cái dây đeo như thế này và cái hộp của nó này các bác nhìn này, xịn sò như này, có bốn cái lớp ở bốn góc như này nha. Các bác mở hộp ra, đấy, trong này sẽ là nguyên một bộ này. Cái này thì sẽ gồm là một đèn, một pin, một sạc và nó có cả hai cái chìa khóa này. Thật ra thì cái đèn này nó sẽ có rất là nhiều chức năng nhưng mà em chưa khám phá hết chức năng đâu. Các bác mua về các bác có thể khám phá thêm cho em. Đấy, cái khóa cái kia là để mở cái phần này này, em chưa biết là cái chức năng đấy là cái chức năng gì luôn. Đấy, nhưng mà cái đèn này thì nói chung là nhìn cái mẫu mã của nó đẹp. Đấy, sắc nét đẹp từng chi tiết luôn và đặc biệt cái giá rất là rẻ. Về các bác lắp pin vào cho em nhá. Đây, cái này là em đang lắp sẵn pin rồi, là em sẽ thử cho các bác xem này. Cái bộ này em lắp sẵn pin rồi. Về các bác tháo ở cái đuôi này ra để mình lắp cái quả pin màu xanh kia vào nha. Đây, khi mà cái sản phẩm này này, các bác bật công tắc lên này. Đấy, các bác nhìn này, nó sẽ có những cái ánh sáng mà nó tỏa rộng như này. Cái này là em đang quay trên màn hình điện thoại thì các bác nhìn nó nhỏ thôi, nhưng mà quay ra bên ngoài cái khoảng trống mà để có thể là có cái đèn kia nó sáng lên, nó làm cái khoảng rất là rộng luôn ấy, khoảng không gian cực kỳ là rộng luôn. Và các bác còn có thể chỉnh nhá. Cái này mình còn có thể chỉnh để cho những cái ánh sáng kia nó có thể thay đổi hình dạng. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, xịn sò như thế này cơ mà. Đó, thấy chưa? Đấy, các bác nhìn thấy em chỉnh này. Đấy, nó sẽ có thể thay đổi được luôn này. Đấy, nó sẽ là ở một cái khoảng rất chi là rộng luôn nhá. Đấy, nó sẽ ở những cái ánh sáng này này. Đấy, nó sẽ phát ra một cái luồng ánh sáng ở cái khoảng không gian cực kỳ là rộng. Và mình có thể thay đổi như này. Cái này nếu như mà các bác muốn yêu thích khám phá này, đấy, làm đèn, cái này nó có thể sử dụng làm đèn trang trí. Đó, đây, xịn sò như thế này cơ mà. Đó, đấy, và đặc biệt này, cái này là nó sẽ phát ra cái luồng ánh sáng rộng như này. Còn nếu như mà các bác tháo cái đầu này ra nhá. Đây này, cái đầu này nó sẽ có cái phần tháo này ra này. Khi mà tháo cái đầu này ra thì các bác nhìn này. Đấy, nó sẽ là một cái tia tròn như thế kia. Và đây này, mình muốn chỉ xa đi đâu cũng được nhá. Xa tức là muốn chỉ cách xa, nó có thể là đi cách xa, đấy, sang mãi phía bên đằng kia. Đấy, chỉ cách xa, tức là các bác muốn cho nó đi xa chỗ nào cũng được. Đấy, tức là cái độ xa của nó thì sẽ lên tới là nó cái khoảng cách của nó ấy, các bác có thể chỉ xa đến cả 2-3 cây số là mình vẫn chỉ được nhá. Đấy, nó sẽ có cái phần này này. Đấy, cái này thì là em quay ở đây thì các bác nhìn nó không được rõ thôi, chứ còn khi mà ra ngoài thực tế ấy, các bác bấm là cái nút chỉ màu xanh kia kìa, nó có thể phóng xa ra đến khoảng tầm 2-3 cây số là các bác vẫn phóng xa được. Thì với cái đèn này để các bác sử dụng, nhất là các bác mà làm thi công công trình này hay làm giảng dạy đấy, thì các bác để sử dụng là cái này làm cái điểm chỉ rất chi là ok luôn. Đấy, và đặc biệt thì hôm nay thì cái giá nó rất chi là hợp lý giá nhá. Cái hàng này hàng chính hãng, nếu như mà giá thị trường các anh mua cái giá rất là cao tiền. Đấy, các anh nhìn này. Đấy, các anh nhìn thấy chưa? Đấy, nó sáng như này, cái tia nó sáng như này, led như thế này cơ mà. Đó, cực kỳ là xịn này, mình có thể điều chỉnh được nó. Đấy, có thể điều chỉnh được nó cho nó có thể là biến dạng những cái ánh sáng như này. Đó, đấy, như này. Đó, như này này. Đó, có rất nhiều chức năng nhá. Nói chung là cái đèn này nó sẽ có rất là nhiều chức năng. Các bác mua về thì các bác có thể khám phá thêm để mình có thể sử dụng được hết tất cả những cái chức năng của nó nhá. Cái này hàng em mới về, thành ra là em cũng chưa tìm hiểu hết được tất cả chức năng đâu. Nhưng mà nói chung cái đèn này nó sẽ là một cái đèn đa năng, các bác sẽ làm được rất là nhiều chức năng khác nhau. Đấy, và đặc biệt này, hôm nay thì em sẽ sale tặng các bác thì mình với mức giá rất chi là hời luôn. Mức giá này là giá em bán tặng nhá. Mức giá ngày hôm nay chỉ có 150.000 thôi. 150.000 thôi để các bác có thể sở hữu được một cái mã sản phẩm cực kỳ là xịn sò như thế này. Các bác lên đô đặt hàng cứ gọi cho em là đèn laser nha. Các bác gọi cho em là đèn laser. Đợt này em về, nói chung là về được có mấy chục cái thôi. Hôm trước là có mấy bác khách đặt là mỗi bác lấy 5-7 cái rồi. Nói chung là nó còn có ít thôi. Còn chắc còn khoảng tầm độ hơn chục cái nhá. Nếu mà bác nào chốt thì mình nhanh tay khẩn trương cho em. Lên đơn hàng thì rất chi là dễ. Các bác chỉ cần liên hệ trực tiếp nhà em cái số điện thoại trên màn hình để mình có thể tham khảo và đặt mua cái mã này. Đấy, cứ gọi bảo là gửi cho anh cái đèn laser nhá, với mức giá 150 cho em. Và em lên tiếp một cái mã này nữa này. Hôm nay là em còn một ít áo điều hòa các bác nhá. Áo điều hòa của bên em thì các bác nhìn này, cái bộ điện nó sẽ như thế này. Cái bộ điện áo điều hòa của bên em thì nó sẽ gồm là có một cái quả pin trâu như này và thêm hai quạt không chổi than nhá. Quạt của bên em nó là cái quạt không chổi than siêu to, siêu mát, siêu bền luôn cho em.
đi theo là có thêm một cái dây kết nối như này nữa. Đấy, và có một cái củ sạc đi theo này. Cái này pin này các bác dùng cái pin dung lượng lớn, dùng cái thời gian rất là lâu nó mới hết pin. Và khi nào hết pin thì mình sẽ cắm sạc vào điện trực tiếp 220V là mình xài được luôn nha. Nào bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho các bác màu áo. Đợt này thì là em còn khoảng tầm độ chắc còn khoảng tầm độ chục bộ nữa thôi nhá, còn khoảng tầm chục bộ nữa thôi thì em sẽ tặng nốt cho các bác nhá. Đấy, áo thì nó sẽ có cái màu xanh than như thế này này, và cái màu dàn di như này nhá. Đây là màu dàn di và đây là màu xanh lính nữa. Đấy, màu xanh lính nữa là cái màu xanh bộ đội này, rất chi là đẹp luôn. Em có size từ 50kg cho đến 80kg. Và khi mà các bác mua áo điều hòa một bộ đầy đủ thì nó sẽ như thế này. Nó sẽ gồm có một bộ điện này và có một chiếc áo như này đi theo. Thì em sell các bác hôm nay giá chỉ có 650 thôi, 650 một bộ thôi. Đấy, còn nếu như mà bác nào mua nguyên một bộ như này rồi nhá, mình muốn mua thêm một cái áo dời để về lấy mình mặc thay đổi thì lấy thêm một cái áo dời cho em, là áo dời thì em tính là 250 thôi. Đấy, thì với cái bộ này em sẽ hướng dẫn cho các bác nhà mình cái cách thức sử dụng. Áo điều hòa bên em nó sẽ là hàng chuẩn xịn, hàng cao cấp loại 1 nhá. Đấy, thị trường các bác mua toàn 1 triệu, 1 triệu 2 thôi, thậm chí 1 triệu 7. Hôm nay thì em sell các bác giá quá hời luôn, với mức giá thì chỉ có là 650 là bằng một nửa giá thị trường thôi. Khi mà về ấy, thì là các bác sử dụng cho em này. Cái áo này thì nó sẽ là cái áo có khóa kéo như thế này này. Đấy, có khóa kéo và cổ sơ mi này nhá. Đấy, chất liệu áo thì rất chi là đẹp, mềm mát, thấm hút mồ hôi. Đấy, và có hai cái túi ngực cho em. Đấy, bên này một túi ngực, bên này một túi ngực nữa. Đấy, có hai túi ngực để các bác đi làm có thể đựng tiền, đựng điện thoại được luôn nhá. Và về sử dụng thì các bác lật đằng sau áo ra cho em. Đằng sau áo là nó có hai cái lỗ hổng bên này. Đấy, nhiều bác nhận về bảo áo rách là không phải đâu nha. Hai cái lỗ hổng này là để lắp hai quạt vào đây ạ. Các bác lắp hai quạt vào cho em. Đây này, cái quạt này này. Cái quạt này các bác lắp như này nhá. Các bác lắp vào hai bên là các bác tháo cái này ra. Đấy, sau đó là mình sẽ đi như này này, lắp như thế này. Cái phần này các bác để ra bên ngoài áo như thế này. Sau đó là các bác lộn vào bên trong nhá, lộn vào bên trong như này, mình lắp cái quạt vào. Hai bên các bác đều lắp như thế rất là dễ dùng. Nói chung là cái này về các bác nhìn cái là các biết biết làm luôn à. Cái này dễ lắm. Đấy, lắp quạt vào đây như này cho em. Đấy, chỉ cần lắp như này, xoáy nó vào là như thế này, là xoáy xong một cái quạt rồi này. Đấy, thì mở cái áo ra nó sẽ là như này. Bên kia các bác cũng lắp như thế nhá, lắp hai bên giống như này cho em. Sau đó này, khi mà các bác lắp được hai cái quạt này lên áo rồi thì là các bác sẽ đấu lại cho em nhá. Đây này, cái bộ này em đấu sẵn cho các bác xem rồi nhá. Cái này thì có cái dây kết nối các bác đấu vào. Đây, cái dây kết nối này nó sẽ có một cái rắc màu đỏ thì các bác đấu vào pin. Đấy, còn hai cái rắc màu đen là các bác đấu vào quạt như này cho em. Đấy, hai rắc màu đen là lắp vào hai quạt, còn cái rắc màu đỏ lắp vào pin, và các bác khởi động nguồn đây cho em nhá, khởi động nguồn lên cho em. Đấy, khởi động nguồn như này. Đấy, thì cái này nó đang thổi gió này, quạt đang thổi gió này. Đấy, chạy rất là tít. Ở đây các bác có thể chỉnh tốc. Đấy, mình có thể điều chỉnh tốc độ này, đây là tốc số 1 này. Đấy, lên tốc số 2 này. Tốc số 3 này. Tốc số 4 này. Đấy. Bốn tốc độ gió như này, trời phải nói rằng là siêu mát luôn. Đấy, các bác lắp hai quạt vào áo này, lấy cái pin này kết nối để cho hai quạt nó thổi gió, và khi mà thổi như thế này, các cái quả pin này các bác đút vào trong cái túi áo bên trong nhá. Đấy, tắt nguồn đây, tắt nguồn tắt ở đây. Đó, đấy như này thôi. Rất là dễ dùng luôn. Như thế này thôi là các bác bật pin lên là quạt nó sẽ thổi gió, rất chi là mát, mát cả ngày luôn nhá. Đấy, các bác đấu như này thì bên trong áo là nó sẽ có cái túi ở đằng sau là bên trong này này. Đấy, cái túi bên trong này là các bác đấu xong này là các bác cho quả pin vào áo như này. Đấy, như thế này thôi. Như thế này thôi là mình mặc lên. Đấy, mặc lên người là mát nguyên ngày luôn cho em nhá. Và giá này có 650 một bộ thôi các bác ạ. Đấy, nguyên bộ đầy đủ cho em là giá chỉ có 650 thôi. Cái này em còn số lượng ít thôi nên là bác là chốt thì mình nhanh là mình sẽ có. Đấy, nguyên bộ áo điều hòa thì sẽ như thế này, một bộ điện và một áo đi theo. Có đầy đủ cho em, nói chung là trang bị cho các bác đầy đủ hết rồi. Đấy, như này thì là các bác giá 650 nhá. Khi nào mình dùng hết pin thì mình lấy cái quả pin này ra. Đấy, cắm sạc vào, sạc đầy đi rồi mình xài được tiếp. Đấy, giá có 650 bộ áo điều hòa thôi. Em còn khoảng tầm độ chục bộ nữa thôi. Nên là bác nào chốt thì mình nhanh tay là mình có đơn nhá. Bây giờ em sẽ lên tiếp này. Bên này em sẽ giới thiệu cho các bác. Đó, bên này là cái con máy khoan bê tông của Deston. Cái hàng bê tông Deston thì thật sự luôn là một cái mã sản phẩm hàng cao cấp nhất để cho các bác thì mình có thể làm thợ, làm công trình được. Con này nó sẽ có 3 chức năng này, có đảo chiều cho em. Con này thì logo dập đổ trên máy nhá, logo dập đổ trên máy như này cho em. Hàng chính hãng của Deston này, nguyên hộp nhá. Có máy, có tay cầm như này, có hộp đựng này. Phụ kiện kia kìa các bác, phụ kiện nó giống như cái bộ bên trong em đang mở ra rồi đấy. Có hai mũi đục này, ba mũi khoan này, một cái thước đo ly, và có cả cái màu trắng kia, nó là cái miếng mà mình chắn bụi để cho các bác làm nó không bị bụi vào máy á.
Và bình thường nhá, giá bán cái bộ này thị trường các bác mua nó rơi vào 1,5 triệu, 1,5 triệu. Nhưng mà ngày hôm nay thì trên live của nhà em sẽ sale tặng cho các anh nhà mình với mức giá là 1,4 triệu. Đấy, thì con này là mã 2603 và nút nha. Lên đơn đặt hàng các bác gọi cho em là máy bê tông của Detton. Đấy, bê tông của Detton, bê tông điện của Detton nha. Giá cho em sẽ là 1,4 triệu. Đấy, và bây giờ em sẽ giới thiệu thêm cho bác này, phía sau là em đang sử dụng một con quạt pin. Đây, con quạt pin nhá. Nào các bác tham khảo cho em, đây là cái con quạt chân quỳ. Quạt chân quỳ màu xanh. Trời ơi, cái thời tiết nắng như thế này thì quạt lúc nào cũng là trong tình trạng hết hàng luôn. Em đang lắp cái quả pin 10 cell. Đây là phía sau là em đang lắp cái pin 10 cell vào đây. Bật ở đây nhá, nút nguồn đây này. Đấy, cái nút nguồn này nha các bác, bật lên. Khi mà bật lên mình có thể chỉnh được 100 tốc độ gió luôn. Đấy, cái quạt này có thể chỉnh được 100 tốc độ gió cho em, nó sẽ tít như này. Đấy, tít được như này luôn cho em. Đấy, đây là cái tốc độ tối đa này. Cực kỳ là mát luôn nha. Với một con quạt pin cực kỳ là tiện lợi và đa năng như thế này mà hôm nay các bác mua được cái giá phải nói rằng là siêu rẻ luôn. Cái quạt này á, nó là cái quạt chân quỳ màu xanh. Đấy, trước đơn đặt hàng các bác gọi cho em là thân quạt màu xanh. Các bác có thể chỉnh như này. Đấy, tốc độ có thể cho nó to lên hoặc cho nó nhỏ xuống như thế này. Đấy, nó chạy tít như này luôn này. Và cái quạt này nó tiện lợi được cái là các bác có thể dùng bằng pin. Còn nếu không dùng bằng pin thì các bác có thể dùng bằng điện trực tiếp cũng được. Đấy, cái này các bác dùng pin cũng được mà dùng điện cũng được. Nếu mà dùng pin thì lắp pin mà xem là mình xài nhá. Còn không dùng pin thì cái quạt này đi theo có một cái dây xả adapter để các bác cắm được quạt thẳng vào điện trực tiếp 220V. Mình xài sẽ như là một cái quạt điện bình thường luôn cho em. Có một cái chân sắt như thế này. Đấy, để đất như thế này, cực kỳ là chắc chắn như này cho em. Và đặc biệt hôm nay giá rẻ, lên đơn đặt hàng các bác gọi cho em là thân quạt màu xanh, giá là 499.000 miễn ship cho em. Cái giá này chưa có pin nhá. Anh nào chưa có pin mình nhớ mua thêm pin cho em, là về là mình sẽ đủ bộ, mình có thể sử dụng được luôn. Đấy, và bây giờ em sẽ giới thiệu cho các anh này. Cái quạt này là quạt chân pin phổ thông. Đây này, các bác lắp pin phổ thông vào nhá. Đây, lắp pin phổ thông vào này. Đấy, ở nhà nếu mà các bác có sẵn pin rồi, mình chỉ cần mua thân quạt thôi. Còn bác nào trong trường hợp mình chưa có pin, mình có thể mua thêm pin cho em. Đợt này em có đủ phân khúc pin, từng pin 10 cell, 15 cell, pin 20 cell cũng có. Như cái quả pin này là pin 10 cell của Mazda, đây thì giá 170 nhá. Đấy, các bác mà lấy có cái quả pin này rồi, mình có thể tham khảo này, mua một cái thân bu lông này cho em. Đây là cái thân bu lông của Hukan, mã 320 luton nhá. Đây để em thử cho bác xem này. Cái thân máy này sử dụng motor từ không tuổi than. Đấy, con này điều chỉnh được 2 tốc, đây là tốc 1 này, tốc 2 này. Máy chạy rất là êm. Cái đầu này là cái logo dập lủi trên máy này. Đầu bu lông 1/2, đầu rỗng cho em nhá. Rất là đa năng luôn. Canh có thể ra vào bu lông, có thể bắn tôn, bắn vít được, có thể khoan tường được. Và đặc biệt hôm nay cái giá rẻ. Đấy, có 380.000 thôi để các anh có thể mua được một cái thân máy bu lông Hukan 320 luton, hàng chính hãng như này nha, với mức giá cho em là 380.000 đồng. Đấy, hàng chân bi phổ thông cho em. Con này lực xiết là 320 luton. Các bác nhìn cho em cái thông số kỹ thuật của máy này. Đấy, nếu đặt hàng thì các bác gọi cho em là thân máy bu lông Hukan 320 luton nhá. Giá chỉ có 380.000 thôi. Hoặc là các bác mà muốn mua những cái thân máy bu lông mà lực xiết cao hơn này, em có cái thân máy Gordetman này. Gordetman này nó cũng là hàng chính hãng nhá, logo dập lủi luôn. Và Gordetman thì nó là thương hiệu con của công ty Hukan, cũng là xà chơi bi phổ thông luôn. Các bác lắp bi phổ thông vào là các bác sử dụng này. Đây, cái này thì các bác lắp pin phổ thông vào cho em. Và cái thân máy bu lông của Gordetman, cái đợt này cái mã này là cái mã 500 luton. Đấy, khỏe khoắn như này cho em này. Đầu 1/2 nhá, đầu bu lông 1/2, đầu rộng như thế này. Và cái thân máy này thì hôm nay có mức giá là 599.000 thôi. Nhưng mà nó sẽ là cái thân máy bu lông mà hàng lực xiết mạnh nhá. Cái này lực xiết có lên tới là 500 luton luôn nhá. Đấy, và giá cho em ngày hôm nay là có 599.000 thôi. Và lên tiếp cho em một cái mã này nữa này. Em sẽ giới thiệu tới các bác là một con túi đựng đồ nghề mà phải nói rằng là bán chạy số 1 luôn. Cái túi này chất liệu nó là vải bố Mỹ cao cấp siêu bền luôn các bác. Có hai cái dây xách tay nhá. Đây, có hai dây xách tay như này, một dây đeo vai này. Có túi thì có rất là nhiều ngăn, một cái ngăn to như thế này. Trong cái ngăn to này thì lại có một cái ngăn phụ đi theo. Đấy, và mặt trước đây các bác có hai cái ngăn kéo khóa này. Đấy, mặt sau là cũng hai ngăn kéo khóa cho em. Lấy cái túi này thì các bác nhìn xem cái đáy túi nhá. Cái đáy túi thì nó sẽ được đan dây như thế này này. Cái đáy túi là được đan dây như này, rất là dày dặn này, đẹp và chắc chắn cực kỳ luôn. Các bác dùng nhá, không bao giờ lo bị bùng tách luôn. Đấy, và cái túi này thì nó có rất là nhiều ngăn này. Chất liệu vải bố Mỹ cao cấp siêu bền luôn. Dành cho các bác thợ đựng đồ đi làm, hay là gia đình đi du lịch nghỉ mát thì mình có thể đựng quần áo đi chơi, cũng rất là tuyệt vời luôn. Đấy, giá cho em ngày hôm nay là, các bác mà lấy túi size chung nhá,
có hai kích thước đấy ạ. Cái túi size chung là giá 230, thì có kích thước là cao 25, dài 42 và rộng 20 cm. Còn nếu như mà các bác lấy túi to hơn thì các bác lấy túi size đại. Túi size đại thì sẽ có kích thước là cao 32, là dài 48 và rộng 22 cm. Và túi size đại là giá 260 cho em. Cái giá túi là em bao ship này và bao sàn toàn thị trường Việt Nam cho các anh luôn nhá. Đấy, chất liệu nó vải bố mỹ cao cấp siêu bền luôn, mà các bác nhìn cho em này, nó sẽ đẹp sắc nét như thế này này, đẹp từng đường kim mũi chỉ luôn cho em nhá. Đấy, các bác gọi cho em là túi đựng đồ nhá. Và tiếp theo này em sẽ lên một số những cái mã sản phẩm này với những cái mức giá hời cho em. Đấy, hôm nay là các bác mua là cái bộ lõi lọc nước này. Trời các bác ơi, 100k bao ship được một bộ lõi lọc nước đa năng 3 quả như này cho em. Đây là quả số 1, số 2 và số 3. Hàng đa năng luôn, về các bác lắp vừa cho tất cả các loại máy lọc trên thị trường, từ máy Aqua cho đến Kangaroo hay là Carofree là các bác lắp vừa hết luôn. Đấy, hệ giá 100k thôi các bác nha. 100k bộ lõi nước 3 quả đa năng này cho em, số 1, số 2 và số 3. Còn đây là cái mỏ đỏ ạ. Cái mỏ đỏ là các bác mua về hàn trì, hàn thiếc nhá. Giá cũng chỉ có 170.000 bao ship thôi. Cái này thì nó chưa có theo trì hàn nhựa thông. Bác nào muốn mua thêm trì hàn thì thông báo em. Đấy, một cái quận trì bé như thế này, một quận trì nhỏ như này giá có 35.000 thôi. Nhựa thông 10.000 nặng cho em. Cái này là mỏ đồng nhá, công suất 100W, tải điện trực tiếp 220V cho em. Đó, ngày hôm nay là em giới thiệu các bác là rất là nhiều các mã rồi. Còn quá là nhiều sản phẩm hay giá rẻ nữa, nhưng mà em không lên hết được trong một video. Bây giờ em sẽ kết thúc video và hẹn gặp lại các bác cái video ngày mai. Sẽ còn có nhiều các mã sản phẩm hay hơn và giá rẻ hơn. Các bác nhớ bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để có thể đón xem được những cái video ngày mai nhá. Bây giờ em sẽ kết thúc video. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bác. Xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi video của em.